Suga BTS được đồng nghiệp tiết lộ tình trạng hiện tại sau khi phát hiện nhiễm Covid-19. Nghệ sĩ Lee Hyun mới đây đã lên sóng trực tiếp để trò chuyện với người hâm mộ, đồng thời gây chú ý khi tiết lộ về sức khỏe của Suga BTS. Theo đó, Lee Hyun đã trấn an fan nhóm nhạc toàn cầu rằng: "Tôi đã gửi tin nhắn cho Suga hỏi cậu ấy có ổn không và may mắn thay, Suga nói anh thấy giống như cảm lạnh và nói rằng mình cảm thấy ổn." Nhiều fan cho rằng đây là thông tin rất tích cực kể từ khi Suga mắc Covid-19 được công bố. Trên mạng xã hội, người hâm mộ để lại nhiều bình luận chúc Suga sống khỏe. Mặc dù không có triệu chứng, các fan vẫn rất lo lắng khi nam rapper dương tính vì có thể gặp các vấn đề sức khỏe hậu Covid-19. Ngoài ra, những câu hỏi mà fan đặt ra lúc này là Suga lây Covid-19 từ đâu, lịch trình 14 ngày qua như thế nào, những thành viên khác của BTS liệu có phải cách ly vì tiếp xúc với Suga hay không. Được biết, sau khi BTS hoàn thành chuỗi concert Permission to Dance on Stage tại Los Angeles, Mỹ và lịch trình Jingle Ball 2021 ngày 4 tháng 12, các thành viên bước vào kỳ nghỉ dài ngày. Jin, Jimin và Jungkook về Hàn hôm 5 tháng 12, tiếp đó V và J-Hope về Hàn hôm 10 tháng 12. Trưởng nhóm RM về nước hôm 17 tháng 12, cuối cùng là Suga hôm 23 tháng 12. Như vậy, có thể thấy rằng hai thành viên BTS lưu lại Mỹ lâu nhất thời gian vừa qua là RM và Suga. Các fan suy đoán không loại trừ khả năng RM trở thành F1 do tiếp xúc với Suga và phải cách ly. Trước đó, cả RM và Suga đều đăng ảnh đi chơi biển Malibu, California trong kỳ nghỉ tại Mỹ vừa qua. Mặc dù hai bức ảnh được đăng khác thời điểm, nhưng vẫn có những giả thuyết cho rằng có thể hai anh em đã đi chơi cùng nhau. Hiện tại, lịch trình cụ thể của Suga tại Mỹ trong hơn 2 tuần qua vẫn là ẩn số với người hâm mộ. Khó có thể biết được chính xác Suga lây Covid-19 từ đâu. Ngoài trừ lịch trình tới xem trận đấu võ thuật ở Las Vegas hôm 17 tháng 12, thì fan hoàn toàn không hề hay biết gì về những nơi anh chàng đã ghé thăm ở Mỹ. Tối 25 tháng 12, công ty quản lý của BTS cũng thông báo Jin và RM có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Vậy là sau Suga, hiện tại đã có thêm hai thành viên của nhóm nhạc này mắc Covid-19. Được biết, sau khi từ Mỹ trở về, RM đã xét nghiệm và có kết quả âm tính. Tuy nhiên, sau khi gần hết cách ly, nam thần tượng lại có kết quả dương tính. Jin đã trở về Hàn Quốc từ ngày 6 tháng 12, đã xét nghiệm PCR ngay sau khi về và xét nghiệm thêm một lần nữa trước khi kết thúc cách ly. Cả hai lần Jin đều có kết quả âm tính. Nhưng mới đây, Jin thấy mình có các triệu chứng như cúm nên anh đã đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19 vào tối 25 tháng 12. Hiện tại, Jin và RM đều đang điều trị tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Cả hai thành viên cũng không tiếp xúc với các thành viên còn lại sau khi trở về từ Mỹ. Trước đó, Big Hit đã thông báo nhóm sẽ không tham gia các lễ trao giải và lễ hội âm nhạc để dành thời gian bên gia đình vào dịp nghỉ lễ cuối năm này. Người hâm mộ dự đoán BTS sẽ trở lại hoạt động vào giữa hoặc cuối tháng 1. Do đó, các thành viên vẫn có thể kịp trở lại các lịch trình chung cùng nhóm sau khi đã khỏi Covid-19. Đầu tháng này, công ty Big Hit Entertainment cũng đưa ra một tuyên bố trên Twitter rằng nhóm nhạc thực hiện khoảng thời gian nghỉ ngơi kéo dài chính thức lần 2 và sẽ không biểu diễn. Chúng tôi muốn thông báo với các bạn rằng BTS đang có kế hoạch nghỉ ngơi chính thức thứ 2 kể từ lần đầu tiên vào năm 2019, sau khi họ hoàn thành các sự kiện theo lịch trình là BTS Permission to Dance on Stage, Los Angeles và 2021 Jingle Ball Tour. BTS vẫn hoạt động tích cực để tương tác với người hâm mộ vào hai năm 2020-2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và đạt được những kết quả đáng kinh ngạc để củng cố vị trí là những nghệ sĩ hàng đầu toàn cầu. Big Hit Entertainment cho biết thời gian tạm nghỉ sẽ mang đến cho các thành viên BTS cơ hội lấy lại cảm hứng và nạp lại năng lượng sáng tạo. Công ty giải thích thêm, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, nhóm BTS dành kỳ nghỉ lễ cùng gia đình.